Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được anh chủ nhà thiết kế theo mẫu nhà hiện đại rất là đẹp. Nằm trên trục đường Lâm Thị Hố thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì nó có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m và được anh chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Và với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh cũng như là phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Đặc biệt căn nhà mình thì được anh chị thiết kế thêm cho mình có một cái phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm ở phía bên trên sân thượng phía sau của căn nhà. Với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất. Trên khi khách hàng mua căn nhà này, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị là để lại cũng như là tặng lại hết khách hàng. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông. Lan can thì mình được làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền thì được anh chị ốp nhựa hoa văn đá, hoa văn gỗ, trang trí rất là đẹp. Và cùng với đó là hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng và những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Với căn nhà mình thì đang có hướng chính là hướng Tây, phố Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là con đường ở phía trước căn nhà. Mình sẽ có con đường rộng lên đến 7m với con hẻm một xẹt để thuận tiện với hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh đầu tư cũng như là cho thuê. Với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái hướng ngược lại để khách hàng tham quan về một căn nhà chỉ với giá hơn 6 tỷ và vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế theo mẫu nhà hiện đại rất là đẹp này. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng tham quan về một căn nhà được anh chị sử dụng bằng hệ thống điện thông minh. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt. Kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn với hai lớp cửa đây chỉ thiết kế bảo vệ cho căn nhà. Và bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Hai bên tường được anh chị ốp gạch đá cao lên 1m8 với khổ đá 80 1m8. Và bên trên thì mình sẽ có những cái rèm chỉ trang trí rất là đẹp và những mảng nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng và hệ thống đèn LED chạy trang trí rất là đẹp cho căn nhà. Đặc biệt thì căn nhà mình được thiết kế có tầng lửng cho nên là nếu gia đình có nhu cầu để xe hơi ở phía bên trên tầng lực thì tầng ở dưới tầng trệt thì khu vực phía bên trên tầng lửng được anh chị thiết kế làm phòng khách và mình đã có một cái phòng khách sẵn và đã được anh chị đề co full nội thất ở phía bên trên rồi. Cho nên khu vực phía dưới này thì anh chị đang để trống và di chuyển vào bên trong sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Với tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, lan can được làm bằng kính cường lực và mặt đá hoa cương với màu trắng vân mây. Và phía đối diện thì mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi và có đi hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được anh chị sắm sẵn tặng kèm. Mình có tủ bếp, kệ bếp được anh chị thiết kế phun trần và tủ bếp kệ bếp thì được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là bền và rất là đẹp. Tặng kèm bên trong thì mình sẽ có bếp điện từ, lavabo rửa chén bát, kệ để chén bát, máy đong đếm gạo như là máy hút khử mùi và một cái tủ lạnh khá là lớn được các chị sắm sẵn để tặng lại hết cho khách hàng khi mà mua căn nhà này. Và di chuyển ở khu vực phía sau sẽ có một khoảng không gian chính trời để lấy gió và ánh sáng. Một bên thì được các chị thiết kế làm nhà vệ sinh và một bên thì anh chị thiết kế làm lavabo để rửa tay. Và đây là nhà vệ sinh dưới tầng trệt thì anh chị chuẩn bị lắp ráp để hoàn thiện để gia đình sẽ sử dụng. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến hàng đi xem một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với thiết kế có tầng lửng để gia đình có xe hơi để bên dưới thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt làm phòng khách. Bên trên này thì mình có thêm một cái phòng khách thứ hai của căn nhà. Và phòng khách phía bên trên tầng lửng thì đã được các chị full nội thất. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực. Bên trong mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa. Đấy, chị sắm sẵn tặng kèm kệ để tivi. Chứ mình có một cái tivi 65 inch tặng kèm. Và có đối chị đóng cho mình có rất là nhiều kệ để mình
để trang trí những chai rượu, và phía sau thì mình sẽ có cửa sổ mở ra bên ngoài, chính trời lấy gió và ánh sáng vào bên trong rất là thoáng và rất là mát. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian ở tầng lửng của căn nhà, lại một lần nữa để di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực không gian phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau căn nhà. Với căn nhà sẽ được anh chị chủ nhà tặng lại hết nội thất bên trong khi nào mua căn nhà này, và chỉ với giá 6 tỷ 650 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng đã sở hữu một căn nhà đã được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất, và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính thì anh chị đã full nội thất 3 phòng, còn lại một phòng thì anh chị đang để trống. Và để thuận tiện khách hàng mua đây ở mở phòng công ty, đối với là mua đầu tư và cho thuê, với căn nhà nằm trên con hẻm một sẹt với phòng ngủ để trống thì gia đình mình có thể làm phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung gia đình và là phòng karaoke nếu gia đình có nhu cầu. Và di chuyển đến khu vực phía sau sẽ là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Với căn nhà mình thì sẽ có tới 4 phòng ngủ được thiết kế giống nhau, đều được anh chị full nội thất. Cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Và chỉ với giá 6 tỷ 650 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng sống ngay cho mình căn nhà đang có hướng chính là hướng Tây, phố Tràng thuộc mệnh Tây Thế Trạch. Với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ thuộc trục đường Lâm Thị Hố thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại bệnh viện quận 12 cũng như là sát với trục đường Dương Thị 10, trục đường Trương Thị Hoa cũng như là trục đường Lê Văn Khương, để thuận tiện khách hàng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường Lê Văn Khương nối dài với trục đường Lê Đức Thọ, hoặc là mình có thể di chuyển về theo trục đường Tô Ký để kết nối với lại trục đường Trường Chinh hoặc là trục đường Quang Trung, đều về được trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, để thuận tiện với hàng mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê và mình mua để dành thì rất là thuận tiện. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Với căn nhà này thì đang có hướng chính là hướng Tây, phố Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, một căn nhà xây mới và đã có sổ hồng riêng. Anh chị muốn mua bán cũng như là công chứng sang tên ông ngày. Và với bề ngang căn nhà mình lên đến 4 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16 m, và được anh chị đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Và công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình có tới 4 phòng ngủ chính, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Và đặc biệt phía trên sân thượng thì mình sẽ có một cái phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm ở phía sau căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng tắm xông hơi phía sau căn nhà mình. Có một cái bồn tắm rất là đẹp và có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cầu thang để lên trên mái. Và bồn tắm nằm cũng là phòng tắm xông hơi được chị sẵn sàng hết để tặng lại hết cái nhà, ở cái nhà mua căn nhà này. Và phía trước thì mình sẽ có phòng thờ cũng như là sân thượng ở phía trước của căn nhà. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút thì khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thế nên tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc, hẹn lại khách hàng trong những video tiếp theo.